chào tất cả các bạn, quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với cái series gì ta? Một cái series mà mình đã thực hiện đến phần thứ 5 rồi. Đấy, chắc chắn là các bạn cũng đang nghĩ tới series gì. Như lời hứa của mình, các cái clip đập Lucky Block nói rằng là mình sẽ mình sẽ ra cái tập đầu tiên trong cái series bí kíp luyện rồng ở phần thứ 6 này, với phong cách sinh tồn. Đấy, các bạn thấy không, sinh tồn nha. Và cùng với sự góp mặt của Kiều Gamer, chị Kiều các bạn đây, vừa lấy bị cái con gì nó đuổi đây. Con này là con gì ta? À quên, Kiều chưa chào các bạn, chào các bạn đi. Kiều chào các bạn nha, nó quá đi xuống bơi một tí mà bị con rồng cắn sắt hy sinh rồi đây này. Con này hình như là động vật bò sát mà. Ui, trời nó cắn đau thế. Nó cắn bị... Trời ơi, thôi. Thôi ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm những cái quả trứng rồng đầu tiên. Với phong cách sinh tồn của cái bí kíp luyện rồng phần 6 này thì mình, nhiệm vụ của mình sẽ phải đi tìm những cái quả trứng rồng. Nó sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở trong cái map sinh tồn. Thế nên là mình chưa biết chắc được là ngày hôm nay có tìm này không, nhưng mà cố gắng thôi. Kiều đi chặt gỗ, Kiều ơi. Ừ, đợi Kiều một xíu. Vẫn cố đi oánh con kia à? Hey, đừng đánh gấu, không. Đừng đánh gấu trúc. Núp thích gấu trúc lắm. Yeah. À đúng rồi, gấu trúc dễ thương mà. Trời nóng quá, muốn đi tắm một tí mà không được. Đi bơi một tí không được. Đi bơi à? À mình sẽ chế cái bàn chế tạo. Chắc chắn rồi. Chế thêm mấy cái que, mấy cái gậy, sau đó làm cái rìu để chặt gỗ. Và làm thêm cái cúp. Chúng ta phải nhanh chóng lên thời kỳ đồ sắt để đi. Tạm thời cứ đồ sắt đi, ngày hôm nay chắc là không cần đồ kim cương cũng được. Đi tìm quả trứng rồng nữa Kiều ạ. Ok. Kiều làm được đồ gỗ chưa? Đây, Kiều đang lấy đây. Rồi, mình ra đây chặt. Nhưng có bàn trứng rồng chưa? Rồi, có rồi. Đâu, bàn đây để... Ô, con lại con rồng này. À! Tránh ra xa đi. Động vật bò sát này nó cắn đau lắm ấy. Trời ạ, nó đang đuổi theo đây này. Đúng ơi, cái này nó đang ở đây nè. Trời ơi, là... Dragon, con này hư thật. Lên tận đây, Kiều làm gì mày đâu, Kiều chỉ đi tắm thôi mà. Kiều chỉ đi bơi. Láo. Ô, nó cắn đau thật. Thôi nha, mình sẽ tiêu diệt con này đã. Thực sự là đánh vào người nó. Ôi, nó mạnh lắm, bỏ qua nó đi. Chạy xa, tránh xa nó. Hello. Chạy đi, đừng để nó đợi. Nó cắn nó bị độc đấy. Tiện thể bây giờ giết luôn mấy con gà này để lấy ít thịt gà này. Ở đây có con. Ui, trời, con này nó hút mình này. Con này nó hút. Con linh dương ạ. À? Linh dương cái gì? Đấy là con. Ây, được thịt không? Con đấy mà là con linh dương à? Ra thôi. Ok, cứ cầm ra cũng được. Dê. Con dê mà cứ bảo con linh dương. À, bây giờ chúng ta sẽ đi đào ra đây lấy đá đi. Mấy con dê này. Dê có thể hút các bạn, nên các bạn hãy cẩn thận. Gặp dê ở trong Minecraft là phải tránh xa nó hút đấy. Mình sẽ lấy đá. Bị cái con bò sát kia nó cắn đau thật. Bây giờ mình ra đây chế cái đồ đá đã. Cái cúp bằng đá này. Sau đó thì chế cái rìu bằng đá. Ok. Chúng ta đã có nhiều. Luôn cho Kiều một cái cúp bằng đá đây. Ok. Mình ăn thịt sống bị đói này. Bị hiệu ứng đói luôn. Đấy, mình sẽ làm cái series này song song với cả series Minecraft Hexit sinh tồn cùng với cả chị Kiều của bạn. Các bạn thích sinh tồn là có sinh tồn liền, có gì khó đâu. Rồi, đây. Núp đào được 19 block đá rồi, ra đây chế luôn cái kiếm đá này. Trước tiên là chế cái rìu, cái cúp, sau đó cái rìu cho Kiều. Đấy, rồi mình chế cái kiếm. Chế hẳn hai cái kiếm đi. Rồi, xong. Rồi,
Này kêu ơi, dìu đá, cụm đá này. Đấy, vứt hết ra đấy rồi đấy. Kiếm này, chúng ta phải có kiếm để phòng thân. Thôi, đi rồi. Ngày hôm nay phải đi vào rừng. Theo mình tìm hiểu được ấy thì cái tỷ lệ xuất hiện trứng rồng nó cũng rất là ít. Và nó xuất hiện theo, nếu các bạn muốn tìm trứng rồng lá thì nó sẽ xuất hiện ở những cái cánh rừng. Và lửa thì chắc chắn rồi, các bạn phải đi tìm những cái nơi có lava. Wow. Ừ. Nhưng mà ngày hôm nay Núp nghĩ rằng là chúng ta lên đi tìm mấy cái con trứng rồng, mấy cái quả trứng rồng lá thôi, mấy trứng rồng rừng xanh ấy. Ui, ở đây có con gì? Ui, con nhện này. Ở đây con rắn này, thôi tránh xa nhá, đừng lại gần mấy con kia. Cái này nguy hiểm lắm các bạn. Ở đây là nhện chúa à? Thấy con nhện không? Thấy con nhện màu tím tím không? Đâu rồi, cứu đâu rồi? Đây. Mấy con này nguy hiểm lắm. Thấy con nhện màu hồng hồng kia không? Đây. Thường thì nhận biết rằng là những con nào màu sắc sặc sỡ là nguy hiểm, không lên động vào nó. Đây. À. Ở đây có cánh rừng này, chúng ta đi sang bên này thử xem. Ôi. Cánh rừng ở đây chắc mình nghĩ là mong rằng là có trứng rồng. Bơi qua đây. Ôi. Thích kiểu thích bơi lắm nhưng mà vì nãy con rồng nó cắn giờ sợ bơi rồi này. Con đấy bơi nhanh thật. Rồi bên này hình như là không, mình chưa thấy quả trứng rồng nào. Trời sắp tối rồi kìa. Cố gắng đi tìm là nhanh lên. Ui lại một con rắn to tướng đây này. Gà. Mình sẽ lấy thịt gà đó. Trên đường đi gặp con gì lấy thịt lấy được lấy thì lấy nhá, không thì con rắn. Nhiều rắn vậy. Ui, tránh xa nó ra. Nó cắn đấy. Ôi, thầy nguy hiểm lắm. Wow, nghe tiếng rắn đã ghê rồi. Rắn xanh đấy. Núp chạy ra chỗ kêu chạy ra chỗ Núp này. Ở đây có mấy con heo này. Thịt heo luôn. Thì nữa chúng ta mất máu, chúng ta đói còn ăn nó. Wow. Ui, ở đây cũng có con rắn. Rồi. Chúng ta sẽ lấy thịt lặng. Heo lặng này. Núp có nhiều thịt lắm. Tí nữa trời tối hẳn ấy, chúng ta sẽ dựng lều. Ôi ôi, ở đây rộng lớn như này mà không có quả trứng rồng là sao? Ui, ở kia con gì cơ? Ê, này kiểu dây xem ở đây có con kiểu như là rồng đấy nhưng mà không biết phải không? Hay là ngựa bay nhỉ? Trời ơi, trên này bên này cũng nhiều lợn luôn. Wow, rắn thật đấy. Ngựa bay này. Sang đây núp cho xem ngựa bay. Trời ơi, nhìn con rùng bay cưỡi lên con ngựa kìa. No. Rồi, nó giết chết núp rồi. Rồi, núp sẽ TP qua. Đánh nó đi. Wow, con này mạnh thế. Trời ơi, rồi nó xong rồi. Đợi kiều TP sao? Rồi, TP qua đây. Không ngờ rằng sức mạnh nó ghê gớm vậy. Rồi, ok, không sao. Chúng ta sẽ lấy hết thịt ở chỗ này. Này, giết nốt con kiều này đi. giết nốt bầy kiều đi. Ôi, ở đây có hai con bò sát này. Mà công nhận rằng là ở chỗ này nhiều thịt thật. Nhiều mấy con nữa. Hai con á. Rồi. Chúng ta lấy. Ai ui. Thôi. Cắn đau thế. Bên này còn có con mấy con nhện nữa này. Ui cắn đau thế. Thôi Núp chạy qua đây. Kiểu có TP qua cùng Núp thì TP này. Đây, kiểu đây. Ôi bên kia còn có cả biết Núp biết kiểu biết con khổng lồ một mắt không? Không, kiểu chưa gặp con đấy đâu. Ra đây Núp chỉ cho. Bảo đi tìm trứng rồng mà chúng ta sẽ đi khám phá. Đi khám phá cái thế giới sinh tồn bí kíp luyện rồng. Rồi. Thử nha. Núp ra đây giết con Slam đã để lấy cái sau này chúng ta sẽ làm dây dẫn. Đấy các bạn thấy không? Sinh tồn ở trong cái bí kíp luyện rồng này cũng rất là khó khăn. Ui, con Zumbai nó. Con này mặc áo giáp sắt xịn ạ. Kiều đâu rồi? Đây. Múc nó đi. Trời ơi, phải giúp Núp. Múc kiều đây này. Phải giúp Núp. Rồi.
Múc nó luôn, sợ cái gì, hai oánh một mà. Chúng ta sẽ quất luôn con này. Con này toàn cầm kiếm thôi. Nó còn xịn hơn đồ, nó còn xịn hơn đồ của chúng ta. Hỏi thấy chưa? Nhìn mấy thằng này nó húng, nó máu thật. Ở đây nguy hiểm lắm. Đây sang đây núp cho xem cái con khổng lồ một mắt này. Ai ui. Trời. Chưa tìm được thấy trứng rồng mà đã bị mấy cái con này nó dí. Kia có con dung bay con kìa, chạy đi. Mình sẽ đi qua bên này ạ. Đánh nó nó là em bé đấy. Nó là em bé đấy nhưng mà nó hư lắm. Em bé nhưng nó là zombie. Ai đây. Ai sang đây núp cho xem cái này. Ôi con này là có con một mắt phải không? Con một mắt hay hai mắt đây. Nhưng mà con này mạnh lắm. Hay. Wow, con này nó không phải khổng lồ một mắt nhưng mà con này khỏe. Thôi núp chạy đây, cho Kiều đứng ở đấy mà nói chuyện với nó. Trời ơi, thấy sức mạnh của nó chưa? Nghe thấy tiếng gầm rú của nó không? Ui, thôi chạy thôi. Chúng ta sẽ đi khám phá dần. Con Zumba kia vẫn cố đuổi. Ủa sao tận đây cơ? Ồ, nó dí chúng ta. Thôi để núp bơi sang bên này thôi. Núp cũng hết máu rồi nè. Chắc chắn là sẽ... Con này nó cầm búa luôn ạ. Ai ui, nó gõ ra giờ. Mình sẽ lên trên này đã. Chưa tìm thấy trứng rồng ở đâu mà bị nó oánh cho tới số này. Chắc chắn là mình phải kiếm được một quả trứng rồng, sau đó nuôi lớn nó để nó có thể bảo vệ chúng ta. Chứ không giờ này là khổ cực lắm. Núp đang lo thân núp đây này. Chạy thôi. Giờ này phải chạy thôi. Núp đâu rồi? Đấy, kêu TP qua đây. Ôi, hình như bên kia có trứng rồng các bạn. Wow, lấy hai con creeper. Chạy. Mình sẽ nhảy vào cái dây này để leo lên. Thôi, kêu TP qua đây. TP chưa? Trời ơi, nó nổ như banh xác rồi. Wow, con ma kìa. Trời ơi, toàn quái vật vậy. Rồi luôn, chết luôn. Trời ơi, có mấy con ma kìa. Thôi núp chạy đây. Núp răn đây. Núp té đây. Sai lầm khi chúng ta vào cái vùng đầm lầy toàn quỷ quái này. Ôi ôi, nhiều quá. Đây còn có con nhện chúa này. Con nhện yêu quái ở chúng ta. Ôi dồi ôi, hai con này sao nó bắn kiều. Ôi lại còn một con. Núp xa kiều lắm rồi. Ê sao. Hãy tránh khỏi đầm lầy đấy đi. TP qua chỗ núp này, chỗ này có vẻ bình yên hơn. Ui người sói kìa. Đang làm sao đâu? Đây người sói kìa, nhìn về hướng bên này. Ôi thấy con màu trắng kia nó đang đứng một mình kìa. Wow, các bạn thấy người sói không? Ấy, ở ngay bên này có hai cái con cầm gậy màu đỏ này. Wow, trời ơi, dưới này này, nó đang gầm gừ dưới này này. Thấy chưa? Đây này. Thấy đây này. Ui. À đây rồi. Đừng có gây thù với nó múc vô đấy. Núp ấy, núp xuyên đi treo không nó. Làm gì có. Trời ơi, đấy. Đây ra đây xem người sói này. Wow. Trời ơi, người sói này. Người sói đấy. Buổi đêm là nó sẽ biến thành người sói. Sáng nó lại biến thành đâu ơi, kêu đâu ơi. Đây, nhìn này. Người sói này. Thấy chưa? Đây này, con trắng trắng này này. Thấy rồi. Hey, ra múc nó đi. Ra múc nó đi. Chúng ta đang ở thời kỳ đồ đá, chúng ta có thể múc được nó đấy. Thế tao chỉ không muốn thịt. Muốn thịt là hết. Đây. Qua đây. Sắp chết đói à? Sắp chết đói rồi. Trời
sinh tồn khó vậy? Mà không sao. Giờ mình chỉ kiếm được cần kiếm được một quả trứng rồng thôi là mình là này thịt này, nhưng mà thịt này phải nung chín lên. Thôi nhá, chúng ta sẽ làm cái lò nung ở đây đã. Quên vừa nãy không để núp chế luôn cái bộ áo giáp bằng đá cho cừu. Rồi làm than gỗ, làm than củi trước. Ôi chỗ này lava, chỗ này nhiều lava lắm. Cẩn thận. Trời sáng luôn rồi. Quá đã. Bình nhờ. Chỉ ra đây ngắm mình bình. Ờ, đi ngắm đi. Để núp chế bộ áo giáp bằng đá cho nó giảm sát thương. Nhưng mà kiểu chắc đi gần nó bị xa. Bọn kia nó quay vào chết. Chúng ta có than luôn đây này. Ba đào nữa đi. Kiểu nấu thịt đấy. 26 rồi, chắc là đủ rồi. Chúng ta cũng có thể là chế bằng bộ áo giáp bằng đất được. Kiểu ăn luôn đây. Chúng ta có mũ này. Đừng có đùa các bạn, đừng có đùa với cả bộ áo giáp bằng đá nhá. Hơi mạnh đấy. Áo này. Rồi, xong rồi. Này trong kiểu này. Bộ áo giáp bằng đá cuội. Mặc vào siêu đẹp luôn. Đây. Núp xuống đào thêm chế cho núp nữa. Ok. Thế xong bộ áo giáp này, chúng ta lại đi tìm trứng rồng thôi. Ngày hôm nay phải tìm được một quả trứng rồng. Phải tìm được. Rồi. Lên nào, 23 cái là chế đủ rồi. Mũ này. Quần này. Ui, như thiếu một block. Really? Đùa nhau hoài. Block gì? Thôi không cần đâu, được rồi. Rồi, xong. Mình sẽ mặc vào. Đấy. Tuy rằng là nó kém hơn đồ sắt hay là kém hơn đồ kim cương, nhưng mà giảm sát thương rất là nhiều. Ê, ui, con gì bắn đây? Kìa, con người xương kia kìa. Đâu? À, nó... Ui, nó đứng tận bên đấy nó bắn được à? Thôi, chúng ta phá. Không phải, chúng ta đi thôi. Lấy ít thịt thôi. Rồi, đi thôi. Chạy nào. Nhanh nào. Đi hướng nào đây, đi hướng này đi. Hướng nào? Ai ui. Rồi. Kiểu cứ đi theo núp là được. Mình nghĩ rằng ở trong cái khu rừng này sẽ có trứng rồng đấy. Đây rồi. Trứng rồng. Đây. Ui. Ở đây hình như có con gì nó vừa chết đây này. Trứng rồng. Oh, cái con rồng màu tím này. Đâu rồi. Qua đây. Kêu. Đấy các bạn thấy không? Với cái phong cách sinh tồn của bí kíp luyện rồng sinh tồn ấy, thì các bạn có thể là đi kiếm trứng rồng ở xung quanh cái thế giới sinh tồn này. Nhưng mà kiếm các bạn cũng thấy rằng là rất là khổ. Rất là khổ đấy. Nhưng không sao, chúng ta phải nuôi lớn cái con rồng này để có thể phục vụ đi quánh nhau. Qua đây kêu. Qua đây cho xem quả. Trời ơi, màu tím luôn. Màu tím huyền bí luôn. À đấy, núp sẽ ăn thịt đã ăn. Chúng ta sẽ ăn thịt ăn mừng. Kêu chưa trèo lên được à? Đây bên này mà. Kêu đang đi chiến con này đây này. Trời ơi, lại chiến à. Rồi mình sẽ ấp cái quả trứng rồng này luôn các bạn. Ấp luôn tại đây. Sau đó thì sẽ chế cái chúng ta có sợi chỉ này. Cũng có thể là chế cần câu cũng được. Đầm lầy thì ngay đây mình có thể là đi lấy cái dây. Đây, Kiều thấy cái quả trứng rồng này chưa? Thôi cho Kiều ấp đi. Kiều kích chuột phải vào. Kích chuột phải vào để ấp nó. Đấy, thấy nó bốc khói chưa? thấy nó bốc khói lên chưa?
sau này chúng ta sẽ có một con rồng màu tím. Ô, thế kiểu cứ phải ở đây với nó à? Ừ, chúng ta phải ở đây trông chờ nó nở cái quả trứng rồng này ra, chúng ta còn cho nó ăn cá nữa. Bao lâu thì nó nở? Chắc cũng... mà lúc cũng chả biết ở cái thế giới sinh tồn này nó bao lâu nữa. Thôi cứ biết chờ đi. Thường thì là nó có cái hiệu ứng lúc nào nó sắp nở nó sẽ lắc lắc cái quả trứng ấy. Nên là chắc là sẽ nở sớm thôi. Các bạn thấy không? Con rồng, rồng đầu tiên của mình và Kiều. Ok thì chắc có lẽ rằng tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi. Ngày đầu tiên cũng như là tập đầu tiên mình sinh tồn ở trong cái series Bí Kíp Luyện Rồng phần 6 này. Mình đặt ra cái mục tiêu đó là kiếm được cái quả trứng rồng đầu tiên thì mình đã làm được. May là mình còn đi vào mấy cái khu rừng để có thể có được quả trứng rồng, chứ không lang thang ở mấy cái vùng đầm lầy là khó lắm. Đấy, cũng như là chết cũng biết chết là rất là nhiều, bởi vì là sinh tồn mà rất là khó khăn. Ok thì chắc có lẽ rằng là cái con rồng này sẽ nở ở cái tập sau, cũng như là mình sẽ thuần phục nó bằng cách đi câu cá, sau đó thì mình sẽ dẫn nó đi đi oánh nhau. Mình sẽ đi trả thù mấy con zumbai ở dưới kia có kìa. Thôi xin chào các bạn, kêu chào các bạn đi. Từ từ đàn ông ơi, rồng nó chuyển màu xanh rồi. À, quên mất rằng là vừa lấy để ở gần lá cây, nhưng không sao, miễn là con rồng cũng được. Đây là rồng rừng xanh này. Đấy các bạn thấy không? Khi mình ấn vừa lấy cừu ấn up ấy, tại là để ở gần cái lá cây nó biến thành rồng rừng xanh đấy. Nhưng mà thôi kệ đi. Kệ. Chào các bạn đi. Các bạn nha. Xin chào. Bye bye. Bye bye.